Kênh Tô Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. Chữa bệnh bằng nước lọc, bài thuốc vô cùng quý giá. Uống nước lọc đúng cách không những có lợi cho sức khỏe lại có tác dụng chữa bệnh. Nước chính là cội nguồn của sự sống vì nguồn nước là vô cùng quan trọng. Người Nhật thường xuyên uống nước lọc ngay sau khi họ thức dậy. Có rất nhiều nghiên cứu đã xác nhận những lợi ích đem lại từ thói quen này. Một hành động tưởng chừng như rất đơn giản vào buổi sáng nhưng lại có tác dụng tích cực và đẩy lùi nhiều căn bệnh. Hiện nay, các nhà khoa học đã tìm ra những bằng chứng chứng minh việc uống nước lọc khi dạ dày trống rỗng có những tác dụng cực kỳ đáng ngạc nhiên trong việc điều trị các bệnh như đau đầu hay thậm chí đau bất kỳ phần nào của cơ thể, rối loạn tim mạch, nồng độ mỡ máu cao, viêm phế quản, hen suyễn, thận, các bệnh đường tiết niệu, tử cung và rối loạn tinh kinh nguyệt, viêm dạ dày, tiêu chảy, tiểu đường, táo bón và các tiểu bệnh về mắt, tai mũi họng, uống nước đúng cách không có nhưng có lợi cho sức khỏe lại có tác dụng chữa bệnh nước chính là cội nguồn của sự sống vì vậy uống nước là việc vô cùng quan trọng các chuyên gia khuyên rằng mỗi buổi sáng uống một cốc nước rất có lợi cho sức khỏe các cơ quan trong cơ thể hoạt động sau một đêm cần rất sự, cần sự tác động từ bên ngoài để thải chất độc nhưng tốt nhất là chỉ nên uống nước lọc thay vì uống các loại nước có đường bởi trong nước đường có khi đi vào cơ thể lại cần thời gian để chuyển hóa không kịp thời thanh lọc cơ thể uống nước hỗ trợ giảm béo các chuyên gia chỉ ra rằng uống nước nhiều sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc giảm béo khi muốn giảm cân lại không muốn nhiều nước các chất béo sẽ không thể tiến hành quá trình chuyển hóa khi đó nó sẽ chuyển thành mỡ thừa uống một cốc nước trước khi đi ngủ buổi tối cho người bệnh tim những người bị bệnh tim nên có thói quen uống một cốc nước trước khi đi ngủ, như vậy có thể giảm nguy cơ phát sinh việc đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim vào buổi sáng sớm. Độ nhất của máu cao chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tim mạch. Khi ngủ say, nước trong cơ thể bị mất đi theo mồ hôi dẫn đến máu lượng nước trong máu bị giảm. Theo đó, độ nhất của máu sẽ ở mức cao. Tuy nhiên, nếu uống một cốc nước trước khi đi ngủ có thể làm giảm độ nhất của máu, giảm nguy cơ bị phát sinh tim mạch. Phương pháp uống nước chữa bệnh khi thức dậy vào buổi sáng, lập tức uống 640 ml nước lọc, không nên uống nước lạnh quá hay nóng quá. Đánh răng sau khi uống nước và không ăn gì trong khoảng 45 phút kế tiếp. Thưởng thức bữa sáng của bạn, sau khi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối không uống thêm ít gì ít nhất sau 2 giờ đồng hồ. Một số người già và người bệnh không có khả năng uống hết 640 ml nước một lúc thì họ nên bắt đầu với mức thấp hơn mà cơ thể có khả năng, sau đó tăng dần theo từng ngày để khi đạt tới khối lượng khuyến nghị phương pháp này sẽ giúp loại bỏ rất nhiều vấn đề về sức khỏe mà bạn đang gặp phải thậm chí đối với những người khỏe mạnh bạn vẫn sẽ thấy những dấu hiệu thay đổi tích cực và luôn có cảm giác tràn đầy năng lượng lưu ý những người mắc các bệnh về khớp chỉ nên áp dụng những phương pháp này trong ba ngày đầu tuần nghỉ trong các ngày còn lại trong tuần sau đó áp dụng như, như người bình thường ở tuần kế tiếp phương pháp này sẽ không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ ngoại trừ việc đi tiểu thường xuyên thực ra không nhất thiết vì mục đích chữa bệnh mà bạn cần áp dụng phương pháp này việc bổ sung nước vào buổi sáng sau một đêm dài nghỉ ngơi đều được các bác sĩ khuyên khuyến khích sau khi ăn sáng trưa tối bạn cũng không nên uống nước ngay điều này giúp giảm tải cho dạ dày tránh các chứng đầy bụng khó tiêu bạn thấy thông tin này hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè đó xin chân thành cảm ơn vấn đề về sức khỏe mà bạn đang gặp phải thậm chí đối với những người khỏe mạnh bạn vẫn sẽ thấy những dấu hiệu thay đổi tích cực và luôn có cảm giác tràn đầy năng lượng lưu ý những người mắc các bệnh về khớp chỉ nên áp dụng những phương pháp này trong 3 ngày đầu tuần nghỉ trong các ngày còn lại trong tuần sau đó áp dụng như, như người bình thường ở tuần kế tiếp phương pháp này sẽ không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ ngoại trừ việc đi tiểu thường xuyên thực ra không nhất thiết vì mục đích chữa bệnh mà bạn cần áp dụng phương pháp này việc bổ sung nước vào buổi sáng sau một đêm dài nghỉ ngơi đều được các bác sĩ khuyên khuyến khích sau khi ăn sáng trưa tối bạn cũng không nên uống nước ngay điều này giúp giảm tải cho dạ dày tránh các chứng đầy bụng khó tiêu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Đó xin chân thành cảm ơn. Cũng không nên uống nước ngay, điều này giúp giảm tải cho dạ dày, tránh các chứng đầy bụng khó tiêu. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Đó xin chân thành cảm ơn. Và chia sẻ cho bạn bè. Đó xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn.